cho 100% cán bộ thêm khách, bán chuyên khách, cán bộ hưu và chi trả trợ cấp xã hội qua Viettel Money. Phối hợp tổ chức các cuộc họp, phát hành thẻ ATM và hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho người nhận lương. Công chức văn phòng thực tiêu xã kết nối hệ thống thanh toán và lắp đặt mã QR Viettel Money tại bộ phận một cửa xã. Các trường học trên địa bàn xã. Năm 2024, thông báo chủ trương thu học phí theo hình thức không dùng tiền mặt qua hệ thống Viettel Money đến phụ huynh học sinh. Phối hợp cài đặt ứng dụng Viettel Money trên điện thoại cho phụ huynh. Đồng thời, hướng dẫn cách thức sử dụng dịch vụ để thanh toán học phí. Từ năm 2024, thực hiện chi lương cho 100% cán bộ, giáo viên, người lao động qua Viettel Money. Các ủy, ban lãnh đạo thôn, các tổ công nghệ số cộng đồng thôn, cử cán bộ thôn tổ chức tuyên truyền chuyển đổi thanh toán số trên địa bàn và đề nghị người dân thanh toán tiền điện trực tuyến qua Viettel Money. Phối hợp với nhân viên Viettel đến từng khu vực dân cư để tư vấn giới thiệu cho các hộ dân về chương trình chuyển đổi số tại địa phương và hỗ trợ đăng ký tài khoản Viettel Money chuyển đổi thuê bao 2G lên 4G.